Em chào con, chào thầy. Em tên Trần Vũ Trí. Địa hiệu là Trí Bò. Sao mà Trí Bò vậy? Không có cái chữ đó thì nghĩ cho cả Trí Bò. Dạ thì hiện tại em đang làm lái xe. Có vợ và một con. Bạn tử đang một. Vợ con ai vậy? Dạ em cũng làm nghề nhân viên. Mang biết là mấy gia đình. Dạ không ạ, tại sức khỏe hơi bị kém. Dạ xin lắm. Hai thịnh. Chỉ có một vợ thì cũng là một cái. Dạ em mỗi lần là vợ. Mà bây giờ thấy hai là mẹ. Lấy chả. Lấy chả không à. Sinh của lớp 91 hôm nay về dựng nên cái vui. Đây hôm nay có đầy tử đi theo chơi. Rồi có lý do mà đi mấy lần đi về khuya quá. Anh á giờ bạn hát đi theo. Quá. Sẽ 2 giờ được nay không biết đi mấy giờ theo bạn hay sao. Có nó đi theo đường khoảng. Đây là vợ em, cũng là hiện nay là giáo viên. Đây là em có hai đứa, đứa lớn, con gái là 8 tuổi. Đứa nhỏ là 4 tuổi. Đứa nào có đứa thứ ba? Đứa nữa. Thật ra là đứa này có thể là đứa thứ ba, thứ tư. Thế còn sau đứa này thì chưa biết. Nhà có đứa nào không ơi? Giống, được, chút đứa nói đi. Cô nhớ nó 4 tuổi hả? Cô nhớ. Cô lớn thì chưa biết. Em là Dương Thanh Phong, học chính năm 1 thì có vợ em là Nguyễn Phương Bảo. Đứng lên nhìn kìa.